rồi mười chan chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ai. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyến mình từ một chiều dừng chân chỗ mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ, tuy chưa quen mà sao. Chào tất cả anh em Nguyễn Thanh nhé. Hôm nay mình lại quay trở lại YouTube để mình làm một cái để giới thiệu đo tép cho anh em. Đấy, mình tự giới thiệu, mình tên là Lưu, mình ở Bắc Cạn. Cái địa chỉ của mình là điện tử Phương Lưu trên YouTube, và nick Facebook của mình là Đinh Văn Lưu và Đo Tép Bolero. Đấy, buổi trưa rối rãi này mình sẽ làm cái video, hy vọng là rất chi tiết để cho anh em có thể xem mẫu và chọn hàng. Đấy, sau đây mình sẽ cho anh em test lại chất âm, mình sẽ đi vào giới thiệu nhé. Tình như đã sâu ngoài con em, trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Thì vừa được tin xót xa, em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lần buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Đấy, để tạo chất âm ok như vậy thì cơ sở của mình chưa nó tép chống cháy, để khắc phục cái tình trạng anh em cứ hay hỏi mình. Hồi xưa mình còn bán hàng trên Facebook cơ, livestream kia. Thì anh em cứ hỏi mình là loa tép này có cháy không? Đấy, liệu có sợ chết tép không? Đấy, nếu mà có mở to cục đẩy có sợ cháy, hát karaoke có bị cháy tép không? Không có sợ nữa, chúng em quán triệt cái câu hỏi đấy cho anh em. Không cần hỏi câu đấy nữa. Đấy chỉ là cái quá khứ rồi. Đấy, anh em sẽ làm quen dần cái câu hỏi khác. Cái câu hỏi về tép cháy này chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Anh em mình đồng ý như vậy. Đấy, năm 2020 cơ sở mình đã phá được kỷ lục là có thể là chống cháy 100% cho loa tép. Đấy. Đây một cái mình có rất là nhiều mẫu, từ 500k, 900k, 1.3 triệu, 1.5 triệu, 800k, nhưng mà hôm nay mình sẽ dành riêng thời gian để giới thiệu rất cận cảnh lại cho anh em một lần nữa cái loại loa tép 500k một đôi. Cái này là mẫu 250. Đấy anh em nhá. Sau đây mình sẽ đi giới thiệu ngay. Đây là một sản phẩm chúng tôi có thể nói là tỷ lệ hỏng hầu như không có, thì lại cháy hầu như không có, kể cả cục đẩy anh em chơi thoải mái. Đây nhá, cái phễu này là phễu ngạ 12x12 này, đường kính 5 châm là 8cm, côn 2,5, cái dòng tải là 5W, công suất là 250W, trang bị hệ thống chống cháy đây. Đấy, anh em nhá. Đấy, nó phải như thế này thì anh em mới dùng nổi. Chứ còn là chỉ mỗi cái củ không bán này là test thành phẩm, test thành phẩm nhá anh em nhá. Đấy, nếu mà không thành phẩm như này thì anh em không bao giờ anh em dùng nổi, vì là chỉ được cái củ không này, xong là treo cái tụ vàng ở cái chấu này trơ trọi như vậy, anh em không bao giờ anh em dùng được, vì tụ không có khả năng lọc âm, không có khả năng chống cháy, nghe như thế nó rất là rè và chói tai. Đấy, nó sẽ sắc nét như thế này cũng được. Ôi em về đâu vui lắm. Đấy, nó phải sắc nét như vậy mới được. Đấy, còn rất nhiều những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Hôm nay mình nhấn mạnh lại các bạn một lần nữa, tại sao chúng ta phải dùng loa tép rời. Đây mình sẽ lấy ví dụ một cái tép BMB chẳng hạn, tép giấy. Đấy, không bao giờ nghe hay được so với cái lò tép rời. Thì theo cái mức độ giá cả cạnh tranh, riêng cái phân tần ở trong loa thì cũng không bao giờ có phân tần xịn rồi. Những cái loa, cái công suất của cái tập giấy nó rất là bé. Đây anh em nhé, đây nhìn xem. Đấy, cái nam châm, hai cái nam châm nó khác nhau một trời một vực. Và cái đặc biệt là cái cơ sở của mình là chuyên chi nát xịn, chuyên chi nát xịn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu rất chi tiết lại một lần nữa để cho anh em
vào tham khảo, rồi gọi điện cho chúng tôi. Mình ở Bắc Cạn, số điện thoại mình là 0973 533 269. Mình sẽ ngồi trực tiếp nói chuyện với anh em như thế này luôn. Đấy, thì có anh em có thể vào cơ sở mình và giao lưu những công việc của chúng tôi đang làm. Đấy, chúng tôi sẽ trực tiếp ra màn hình để trò chuyện với anh em như thế này. Đấy, xin chào tất cả anh em Minh Thành nhá. Đấy, hy vọng là mình sẽ giúp ích cho tất cả các bạn để khắc phục cái tình trạng là anh em sợ chết tép. Đấy là một nỗi ám ảnh lớn nhất và nhức nhối nhất để chúng ta chơi audio. Có anh em mua một bộ dàn về 2-3 hôm, một bộ dàn 2-3 hôm về anh em hát hò lại chết tép, lại mang đi thay, một năm mà thay hàng rổ tép. Đấy, điều đó nó thành quá khứ rồi. Đây, anh em có thể liên lạc với cơ sở mình, chỉ cần mua một đôi thôi. Đấy, chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em một năm. Đấy, mình sẽ đi giới thiệu lại một lần nữa. Đây, cái của tép này là tủ 250, nó có cái hệ thống chống cháy và có cả đèn dự phòng anh em nhé. Đây, chúng tôi sẽ kèm cho một cái bóng ở đây, bóng này bóng đang chạy này, còn bóng dự phòng tôi dán nó trên nắp, giả dụ cái bóng này nó cháy thì chúng ta rút vào và tự thay thế. Đây có khả năng rút ra được. Đây anh em nhé, đây. Đấy, rút ra và cắm vào bình thường. Chúng tôi sẽ không hàn. Đấy, nếu mà hàn thì đến lúc hỏng cái bóng này để anh em thay nó rất là một cái điều khó khăn. Đấy, mình ở xa các bạn. Nên ra các bạn là mình chế thiết kế thế nào đó không bao giờ bị hỏng nữa mà các bạn có thể tự thay thế được, như cái bóng này chẳng hạn, rút ra và cắm vào rất đơn giản, lại chơi tiếp không bao giờ ảnh hưởng gì đến côn. Xong là mình sẽ giới thiệu là tại sao cái bóng này nó sáng, mở bình thường nó không bao giờ nó sáng trừ nó quá tải. Chỉ sáng khi mà quá tải như vậy. 1 2 3 4, chúng ta mở lọc xì lên cao quá, lý do cái cân chỉnh của ta. Nếu mà anh em cân chỉnh đúng thì cái đèn nó không bao giờ nó sáng. Đấy, có nhiều thiết bị là anh em cứ nâng tiếng vào là nâng tiếng này, xong bắt đầu lọc xì này, xong đủ các loại, nhiều thiết bị quá nó sẽ lòng ngoằng ra. Đấy, cho cái kỹ năng chỉnh vẫn là cái quan trọng nhất. Đấy, khổ nhất là cái kỹ năng chỉnh của các bạn. Nhưng mà cũng rất may là khách của mình là có 70% là biết tự chỉnh. Còn thì 10 đến 20% là không biết chỉnh. Đấy, nói chung là anh em mà cứ thỉnh thoảng lại gọi về là đâu thợ nó đặt chỗ nào thì anh bị chỉ biết dùng như vậy. Đấy, đấy là một cái điều rất là khổ sở đối với chơi audio. Chúng ta phải biết tự chỉnh, chăm sóc cho mình một cái chỉnh đi. Đấy nhá, đây mình sẽ test lại cái chất âm. Đấy, sau đây mình sẽ đóng ngắt tép liên tục nhá, cho anh em xem cảm nhận của loa nhá. Anh ơi còn đâu, tuổi xuân mình đang chờ. Này em về đâu, về thế giới. Đây, cái cơ sở của mình là tép chống cháy 100%, tép trợ lời. Đấy, và là tép đạt chuẩn, tép đạt chuẩn là tép có thể trong đến mức tuyệt đối, không có tạp âm. Đấy, còn tép của các bạn, nhiều anh em về là như cái tép BMB chẳng hạn, nó kêu rất là to nhưng mà nó vẫn có tiếng rẻ. Đấy, có nghĩa là cái tép kia không đạt chuẩn. Đấy, tép của nó chỉ cần cái tín hiệu cần thiết để cho qua tép thôi. Đấy thì mới ok. Đấy, còn tép nó tiếng gồ ghề thì nó nghe nhạc nó sẽ không bao giờ nó trong veo được, nó mát được. Đấy, sau đây mình sẽ ngắt để cho chạy tiếng tép không nhá, xem cái trợ lời của loa tép mình như thế nào nhá. Như thế hát karaoke mà nó mới hay. Tép trợ lời. Đấy, tép đặt chuẩn, tép trợ lời chống cháy 100%. Thì anh em hát karaoke nó mới nhẹ được, nó mới cất cái tiếng mic của bạn lên được. Thế mình sẽ ngắt bass ra nhá, cho anh em nghe tép không nhá. Đấy, anh em thấy không? Nó mạnh mẽ lắm, như một loa chung luôn. Nó tiếng tép nó rất là đạt yêu cầu, trong veo, không thể tưởng tượng được. Đấy, mình sẽ có rất nhiều video rồi. Hôm nay mình sẽ dành toàn bộ thời gian để mình giới thiệu cho anh em một cái loa tép để khắc phục cái tình trạng anh em mình hay bị chết tép liên tục. Thì chúng ta chỉ cần mua một đôi thôi. Là về này thích hợp với cái loa BMB BAT2530, loa Bose 301, loa cây cao 1m1, 1m2, thoải mái. Đấy,
đánh 4 sò này, 4 sò, 8 sò, loa kéo, cục đẩy, đẩy 24 chơi thoải mái anh em nha. Đấy, nhưng mà không chơi được vang số, vì vang số anh em có người thì được, có người được không. Đấy, do người cân chỉnh, ghim tép, ghim bát thì nghe nhạc cũng ok được. Đấy, mình chỉ bán cho anh em chơi âm ly này, lọc xì này, vang cơ này, đẩy thôi. Còn vang số anh em không dùng được đấy nhá. Đang chạy tép không nhá anh em nhá. Thời gian để ghép cho anh em. Đây anh em nhìn thấy cái cấu. Đấy anh em nhìn cái đít loa đây chưa? Đây gọi là đít loa. Đây mình sẽ đấu là một cái làm mẫu cho anh em thôi rồi đấy. Chúng ta mua về chúng ta đặt lên nóc như thế này. Và chúng ta sẽ đấu chung với cái dây âm ly và đít loa như này. Đấy anh em nhá, thấy không? Đây gọi là đấu đít loa. Đấy, trực tiếp đỏ vào đỏ nhá, trắng thì vào đen. Còn những cái loại mà loa phun mà có cái giắc cắm ấy. Giắc cắm vào cái chui của ngoài chân cái, chúng ta chỉ chích một cái đoạn dây từ cái 10 phân đấy nha, xong chúng ta lấy kéo chúng ta cắt, chúng ta lấy cái dây chúng ta đấu vào ngay cái từ 10 phân này, cái dây chui, cái củ của chui 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 của lo phun đấy. Đấy là chúng ta sẽ bọc băng dính vào đây đấy, mà mình không đấu trực tiếp được như này vì là nó là cái giắc cắm đấy, giắc tròn một ngón trên cái đấy. Chúng ta sẽ đấu vào cái đoạn 10 phân này, bọc băng dính nha, quả chập đấu đít loa nha, nhìn thấy không? Đấy, đấu rất đơn giản đấy. Cái loa cũ của các bạn mà chết tép ấy, chúng ta không cần mang đi sửa nữa. Thì ở trên loa ấy, thì cái thứ nhất là cái phân tuần của nó không bao giờ mà đạt chuẩn được, thì nó vẫn có thể phát hiện ra tiếng rè. Thì tốt nhất là chúng ta không cần đi sửa cái loa cũ của nó nữa, và chúng ta chỉ cần mua một đôi như thế này thôi. Này gọi là mẫu 250, chỉ cần một đôi thôi về chúng ta thoải mái không sợ chơi tép nữa. Đấy anh em nhá. Đấy sau đây mình lại test lại cho anh em cái chất âm. Đấy hát hò thoải mái, không sợ chơi tép mà không bị hú. Mà hú hay không là do các bạn cân chỉnh. Đấy, công ty anh em cứ mua bộ 20 triệu về mà xem. Đấy, mình thì chỉnh những anh em mà
cảm giác âm thanh tốt thì anh em có thể cân chỉnh được, nhưng mà nhiều người thì rất là mới lạ thì không thể chỉnh nổi. Đấy, cú hay không là do các bạn chỉnh chứ không phải là do thiết bị. Đấy, anh em không biết chỉnh thì một bộ 50 triệu vẫn hú bình thường. Đấy, ngày xưa mình chưa làm nghề thì mình vẫn như các bạn vậy. Đấy, sau này chẳng qua bây giờ mình làm một kỹ thuật thì cái cảm giác mình tốt hơn, thì cũng hơn các bạn một tí về phong cách chỉnh thế thôi, chứ còn không có khác biệt gì cả. Sau đây mình sẽ mở thử cho anh em xem nhá. Theo mối tình chỉnh mic trước, sau đó bắt đầu mình tăng nhạc lên. Đấy thì nó mới không bị hú. Bây giờ anh em cứ chỉnh nhạc với mic rống lên là không biết cái nào đúng cái nào sai, là rất là khó chỉnh. Chỉnh hôm nay không được, chúng ta chỉnh một tuần bằng được mới thôi. Đấy, để chúng ta quen cái phong cách chỉnh đi và cái cảm giác âm thanh đi. Đấy, cái thứ nhất là cái tép của mình không bao giờ bị chói, nghe nhạc nó rất là trong. Ôi tình đây không em vườn hoang buồn sơ sát nghĩa trang lạnh lùng vào nhá. Đây, cái này nó chạy riêng tép để anh em xem cái chất âm của nó. Tép này tép trợ lời nhá. Thế nó mạnh nhưng có loa chung của các bạn vậy, nhưng mà tép của nó thì rất là ok. Đấy, cái mục tiêu của chúng tôi là nhắm 3 mục đích. Thứ nhất là chống cháy 100%, thứ hai nó là trợ lời để cho anh em làm cái để cải thiện cái bí lời ở trong cái bộ dàn karaoke. Cái thứ ba nữa là tép đạt chuẩn. Tép cũng phải trong và mát như thế này. Đấy. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua
trên má em hồng đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước. Đấy. Vừa rồi là mình sẽ đã thử rất kỹ về cái lo tép mẫu 250. Đấy 500k một đôi bao ship. Đấy. Anh em những cái anh em muốn nghe nhạc hay thì liên lạc với mình. Đấy, mà cái mục tiêu của chúng tôi là để cho anh em mà không phải đi sửa loa tép nữa. Đấy, loa của các bạn mà hỏng tép thì không cần phải mang đi sửa nữa, chỉ cần mua một đôi đặt lên nóc là đấu vào đít loa như lúc nãy mình hướng dẫn kia, là anh em về có thể chơi thoải mái, không sợ chết tép. Có cả bóng dự phòng kèm cho anh em, cháy bóng thì nó phải rút bóng dự phòng ra cắm vào chơi tiếp. Đấy anh em nhá, 500k một đôi. Anh em có thể xem kỹ và xem được cái video này thì điện thoại chúng tôi ship toàn quốc, hàng đến nhà thì anh em được phép kiểm tra 50 phút, ok thì thanh toán cho shipper. Đấy, mình sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em cứ lưu số điện thoại của mình và những cái thông số, cái mã vạch ở trên cái thùng hàng kia để làm cái căn cứ để chúng ta sẽ nhớ ngày là xuất kho của chúng tôi và ngày bắt đầu bảo hành cho anh em. Đấy, anh em có thể liên lạc với cơ sở mình, nên mình sẽ nói chuyện với toàn thể anh em như thế, như cái video trực tiếp dựa vào cái điện, cái công nghệ điện thoại như anh em đang nói chuyện với nhau đây thì có thể rất là gần gũi. Đấy, anh em hy vọng là chúng ta không thể xa lạ nữa. Từ bây giờ chúng mình sẽ cái địa chỉ điện tử Phương Lưu sẽ đồng hành cùng các bạn trong những cái chiến dịch săn lùng chất âm và cái những cái thiết bị chống cháy, đó là loa tép chống cháy 100%. Đấy, anh em không phải sợ chết tép nữa, đừng hỏi từ chết tép, đứt tép anh em nhé. Thay đổi cái suy nghĩ và cách hỏi đi. Đấy, 500k một đôi bao ship. Hôm nay mình sẽ dành riêng một cái video này cho anh em nhé. Hy vọng anh em có thể liên lạc với mình. Một cái đặc biệt là cái mình chuyên China xịn nhá. Đấy, củ China xịn, chất âm anh em không phải lo. Đấy, China bây giờ có thể nói là đứng thứ nhất thế giới rồi. Đấy, anh em nhá. Tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại ở trong anh em trong những video lần sau, và anh em mà cần mà đấy thì chế điện thoại cho mình sẽ gửi hàng cho. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em nhá.